Hello, xin chào anh em, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Tuấn Lái Xe nhá. Như clip lần trước mình đã hứa với anh em là kiểu gì mình cũng sẽ làm lại cái thử thách, đó chính là sử dụng cái huyết thanh rơi trong một trận đấu solo squad ở map Sân Hốc đó, và cố gắng đến top 1. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại Sân Hốc để thực hiện cái lời hứa của ngày hôm ấy anh em nhá. Rồi nào, vẫn là khu sự kiện thôi. Ở góc này không có súng, đành phải chui vào trong đây lấy súng vậy anh em ạ. Vector này toàn sóc họ thôi. Mình nhớ ở chỗ này mình còn có một cái băng đạn đó. Ô, bây giờ súng nó lại hiện này đó, các bạn thấy không, rõ ràng là lag anh em nhá. Lúc xuống lại không thấy súng, bây giờ chạy qua một hồi lại thấy súng. Ô, cái thanh niên đang bò này, cái ép tiền đẹp vãi thôi, sao không cho tôi mạng đấy à các bạn. Ê, mình bắn hai thanh niên trên trước đó, một phát top 2 luôn, quá ngon. Thơm đấy chứ. Nào nào nào, đừng có mà ké. Gạt. Ôi ôi, gần đấy đạn không đạt rồi này. Nào bỏ đây. Thôi. Mẹ, mất hai mạng ở đây rồi. Cày đấy, cày đấy. Cày đấy, cày đấy, cày còn hơn cả nước nữa. Tại sao? Tại sao, tại sao, tại sao? Để thanh niên đi núp nữa chứ anh em ạ. Ảo thật đấy. Ok. Ờ, bỏ đi đâu. Gạt luôn anh em ạ. Cái khu bên trái mình ngày hôm nay có vẻ là hơi yên bình này. Có khi mình đẩy ra khu bên phải xuống gọi là đơm luôn anh em ạ. Ờ, con người. Úi giời ơi. Thò đúng cái chỏm đầu lên anh em ạ. Cú luôn. Hợp lý đấy. Đây có tiếng chân này. Bình tĩnh đã nhá. Chắc chắn ở trong phòng này phải còn người. Ô, im thế nhở. Vừa rồi có tiếng chân ở phía bên dưới này, hay là clear xong thì chạy luôn à. Ô, ảo thật đấy. Ôi giời ơi, chắc bạn trêu. Ôi, không còn người ở đây anh em ạ, buồn thật sự luôn. Thôi, quay trở về với cái máng lợn thôi. Ai à, cứ tưởng ra đây đơm được thêm vài kill nữa, thế này được có 4 kill. Khu sự kiện này còn 12 người nữa. Rồi, dắt. Ui, vãi nồi, ở trong đây có một cái lỗ anh em ạ. Vãi trưởng ạ. Vãi, bây giờ mình biết là ở đây có một cái lỗ anh em ạ, trông như cái bàn thờ ấy. Đây, có thanh niên chạy tới này. Ê, biết mình ở đây rồi đấy. Trời ơi, đã mất công chạy lên đây rồi thì chắc chắn là phải công rồi. Công sớm, công muộn cũng phải công. Công luôn đi bạn. Đã mất công chạy lên đây đó, nó phải như thế. Ô, ok, ok. Ui, hên quá. May mà thanh niên này không để ý, chứ không là mình toang luôn đấy anh em ạ. Chả hiểu sao đứng lên bắn mà cuối cùng lại ấn thành trèo luôn cả tường anh em ạ. Ảo thật, vô cùng ảo. Trên gác có người này. Ây. Ôi. Vãi nồi. Ây. Làm cái gì khó coi vậy? Làm cái gì khó coi vậy? Trời ơi, hai pha nhặt đồ, móp vãi trưởng luôn. Thôi đẩy luôn anh em ạ. Đây này, phía trước này. Ra đây. Ra đây, tôi bắt bài bạn rồi. Chưa kịp bơm máu đúng không? Rồi, giờ còn ở phía dưới nữa, nhặt đồ nhanh lên. Mình không hiểu nhá, nhưng mà vào trong đây nhá, mình cảm giác như là mình nhặt rất là chậm anh em ạ. Mà mình thấy nhá, mấy anh em giống như kiểu ở trong team mình ấy, cứ kêu là ui dồi ôi lag lắm, ui dồi ôi lag thế này, ui dồi ôi lag thế kia, nhưng mà nhặt cực kỳ nhanh. Ồ. Mà mình cũng cảm giác nhá, mỗi lần mà mình dùng capture card ấy để livestream hay làm clip cho anh em ấy, nhặt đồ chậm thật. Nhưng mà mỗi lần mà tháo capture card đấy ra ấy, nhặt như là cái máy luôn anh ạ, nhặt như cái máy. Ồ. Bắn nó cũng cảm giác mượt hơn. Ai à. Chắc là phải tìm kiếm giải pháp khác để thay thế cái capture card thôi. Truyền hình ảnh bằng wifi chẳng hạn thế, nhưng mà truyền hình ảnh wifi đấy không nét. Nó không nét bằng cái capture card em ạ. Capture card nét lắm. Thanh niên chạy sang bên trái này. Ăn bom. Ăn bom. Chắc chắn là phải ăn bom rồi. Nào bạn ơi, mình cùng nhau đóng băng nào. Mình cùng nhau đóng băng nào. Đợt tới này nghe bảo là sẽ có thêm
những khẩu súng băng như là MG3 với lại SK thì thật ra thì mình không mong chờ của MG lắm. Đó. Bởi vì mình ít khi bắn MG ấy. Đấy. Nhưng mà mình cực kỳ mong chờ khẩu SK, chắc là SK là mình sẽ quay đấy anh em ạ. Đấy, nhưng trước đấy là cứ phải quay cái khẩu Barrel xương rồng. Đấy, xương rồng. Khẩu đấy đẹp thật anh em ạ. Nó phải gọi là đẹp đến gọi là từng cái nách luôn anh em ạ. Nhức nách, nhức nách. Bộ thần giáp trong cái hòm đấy nó cũng đẹp cơ. Nào, biến rơi. Ui dồi ôi. Tiếng súng ở ngoài kìa. Ra bắt luôn anh em ạ. Tiếng chân này, tiếng chân ở này phía dưới anh em ạ. Ngay dưới giếng, ngay dưới giếng. Rồi. Đây. Chạy làm sao được bạn ơi. Một khi đã bị MG nhắm tới rồi thì không gọi là không thể nào chạy thoát. Trong khu sự kiện này còn Oh my god. Ui dồi ôi ngon. Thơm thế. Hình như thanh niên kia vẫn kịp gạt người rồi sao ấy. Vẫn kịp gạt một người anh em ạ. Không sao mình đứng đây. Còn một người nữa thôi, còn một người nữa trong khu sự kiện này nữa thôi. Bình tĩnh nhá, có thể là thanh niên còn lại sẽ là bạn của cái thanh niên mình vừa nốc ấy. Đang đứng đấy rình rình mình ấy. Cho nên mình phải cẩn thận anh em ạ. À, hẻo luôn rồi, vậy là không có. Vậy còn một người nữa thôi, tốt nhất là nên đi anh em ạ. Vừa đi mình sẽ chú ý phía đằng sau. Để xem có người nào đuổi theo không. Đấy, nếu mà đuổi theo là mình lụm luôn. Không có ai rồi anh em ạ. Thôi mà cứ đi. Giờ không quan trọng nữa. Ăn được 12 kill trong khu sự kiện là gọi là ấm lắm rồi anh em ạ. Ấm cực kỳ rồi. Đấy các bạn thấy không. Ăn 12 kill ở trong khu sự kiện này ấy, nó cũng không sướng bằng việc là chơi cái danh tối thượng ăn được khoảng độ tầm 7-8 kill. Phề vãi nổi. Trận đấu top 1 mà ở danh tối thượng mà ăn được 7-8 kill ấy, nghe là thích. Đấy, cái trận mà mình ăn được 13 kill đúng là vỡ òa luôn đấy mọi người. Thích vãi trưởng. Ô, boss à? Thế là lại phải sơi thôi. Ô, con boss này. Ê, con boss nó quay hướng khác nó bắn là tức là hướng đấy có người. À, cũng là boss nốt anh em ạ. Cũng là boss. Thấy chưa anh em? Nhiều khi con boss nó sẽ cho mình rất là nhiều thông tin đấy. Nên là anh em phải để ý cái hướng boss nó bắn. Đấy, nó không bắn mình thì tức là nó đang bắn một người nào khác ấy. Đấy, anh em phải hết sức là cẩn thận. Thật ra là trận trước mình cũng đã chơi một trận trước rồi anh em ạ, nhưng mà không thành công. Đấy, mặc dù là cũng khoảng độ gần 20 kill ấy, nhưng mà gặp thanh niên chơi sói hay quá, thành ra là cái con rơi của mình nó bị phế anh em ạ. Các bạn nói chung là cái huyết thanh rơi này so với huyết thanh sói thì chẳng hạn huyết thanh sói nó 10 điểm ấy, thì huyết thanh rơi này chỉ được cỡ 6 điểm thôi, thật. Kể cả cái chức năng mà hút hồi máu lại cho người chơi ấy cũng không thể nào bù đắp được cái khiếm khuyết của nó. Đấy. Thứ nhất là thao tác của nó cũng chậm là một, cái thứ hai nữa là nó bay cũng chậm nữa. Thành thử ra là nhiều thứ yếu tố nó cộng lại. Ô, vãi nồi. Nhòm lên cái thấy có một thanh niên đang chạy ở đây ạ. Ui giời ơi, đúng là tình cờ. Có những thứ mà nó gọi là tình cờ đến bất ngờ vãi nồi luôn. 245 này, có tiếng súng này. Mình bay thẳng tới luôn. Tiếng súng này hơi xa. Mình nghĩ là phải ở khu nhà đấy. Phải ở đoạn khu nhà đó. Chứ không thể nào là trên đồi này được đâu. Đây, hạ đây, quá đẹp luôn. 15 kill rồi này anh em này. Cố gắng trận này thêm chục kill nữa. Được đấy, chục kill nữa là mình nghĩ là làm được anh em ạ. Làm trận top 1 25 kill là quá hấp dẫn luôn. Đây, có hòm xác đây. Vậy là chính xác rồi. Nó vừa bắn nhau ở đây xong anh em ạ. Đấy. Đấy, rơi nó chỉ lợi mỗi cái như thế này đấy anh em này. Đó, công những khu gần đấy nó cực kỳ là có lợi. Nhưng mà để mà bắn ở đồi nọ kia các thứ ấy. Đấy, đặc biệt là cái mắt săn hốc này ấy, thì chó sói nó vẫn là một thứ gì đó mà không thể nào các bạn không thể nào dùng bất cứ một cái ưu điểm nào của cái con rơi để bù đắp cho con sói à. Đây rồi.
Rồi, ok. Trừ khi nhá, bây giờ mình nói đây là trừ khi là bắn được máu nào ấy là phải hút lại máu đấy luôn, giống như kiểu gọi là cầm con rơi là có cái nội tại hút máu ấy, mỗi viên đạn bạn bắn trúng địch ấy là phải hút được máu luôn, thì lúc đấy con rơi may ra mới gọi là hữu dụng. Chứ tầm này thì so với sói vẫn chỉ là gọi là hạng cháu chắc thôi anh em ạ, yếu lắm. Nếu mình cho mình lựa chọn thì mình vẫn chơi sói hơn, cơ động các cái thứ ấy, bị bắn chạy cũng nhanh nữa, nói chung là phê. Mở góc thì không nghe thấy gì nữa, trời ơi. Chứ con rơi này mà bay gần vào mấy thằng mà kiểu nó đang cam ấy, nghe tiếng to lắm anh em, bị phát hiện liền. Rồi 17 kill. Đoạn giữa này hơi ăn hơi nhiều bot này, kiểu đang bắn người ở cái danh tối thượng quen đấy anh em. Qua đây thi thoảng cứ xuất hiện mấy con bot nó kiểu bị, nói sao nhỉ, thì biết là vẫn là ăn đấy nhưng mà kiểu nó bị kiểu chững lại cái cảm xúc ấy. À, vụt lên đây với chúng tôi á. Nào, lên đường đi bạn ơi. Mình sẽ gạt giống như kiểu gạt giống bot thôi anh em ạ. Để cái thằng ở phía xa xa này nó không nghe thấy này. Đó, bởi vì mình nghe được thấy nó bắn súng thì tức là nó cũng nghe được thấy mình bắn súng. Cho nên là phải cẩn thận. Mình nghĩ là mình lên phi vào khu nhà để check. Đó, đứng đây. Cái tiếng súng này chỉ ở đoạn bên đường gióng lên cái chỗ trên đồi thôi. Đó. Đứng góc này quá hợp lý luôn anh em ạ. Quá hợp lý. Nhưng góc này rất là sợ này. Đó, khu này là một này. Đó, với đằng sau Binance nó đi lên ấy. Đấy là nó sẽ nhìn thấy mình ngay. Mình cũng hơi bị gọi là hơi bị run đó, các bạn thấy chưa? Xác định đúng vị trí địch cái là chúng ta chọn góc cam cái là hợp lý luôn. Rồi, 19 kill rồi mà vẫn còn 10 tên nữa. Ăn hết là 29 kill đây anh em ạ. Ui, 29 kill là bằng cái video nhiều view nhất của tôi ở trong cái map săn hốc này ấy. Các bạn biết là cái video gì không? Video trà trộn ở map săn hốc chơi cùng với cả Hồ Quang Hiếu. Mình vẫn nhớ. Có phải video đấy nhiều view nhất không nhỉ? Hình như là video đấy nhiều view nhất nếu như mình không nhầm. Một tên ở trước mặt, một tên ở bên trái này. Tiếng chân này thì chắc chắn là tiếng chân người anh em nhá, không thể là tiếng chân bốt. Tiếng chân bốt các bạn nghe cái các bạn biết được ngay, dại lắm. Một thằng ở lại này. Chạy rồi anh em ạ. Đội này biết chắc chắn mình ở đây luôn, đảm bảo luôn, nó biết mình ở trong khu này. Đội này là biết nghe này. Nhìn cái kiểu di chuyển của nó là di chuyển né mình ấy. Lại chạy tiếp. Cái nhà này góc khó bắn quá nhở. Phía xa còn có người nữa cơ. Đây đây, nó vào hết nhà này rồi anh em ạ. Hai thằng. Chắc mình xuống mình. À, một thằng. Ê, mình tưởng là vào hai rồi, hóa ra mới vào một. Ấy. Ơi, bình tĩnh bạn ơi, đừng nóng nảy. Nóng này là dễ ỉa chảy bạn ơi. Ui luôn. Ui, thanh niên kia chạy ra săn mình luôn mà. Ê, vãi trưởng ạ. Nóng này với chúng tôi. Đấy, chúng tôi cho bạn cháy nết vào mồm cái đã. Này, ngồi ở cầu thang là bú đủ luôn. Ô, lại thêm một thằng nữa chạy tới. À, boss anh em ạ, boss. Ê, đang bắn nhau tự nhiên cứ con boss nó làm sao nhãng ấy. Khó chịu vô cùng. À, tính gọi à. Mình biết ngay mà, đội là đội biết chơi mà. Nhìn, ái à. Ghê. Ái à. Các bạn thấy không? Nó định lừa tôi. Luôn cục máu khỏi cần phải hồi máu nữa anh em ạ. Bắn nhau dồn thế nhở. Từ từ đã bạn ơi, để cho tôi chạy đủ KPI cái. Còn thiếu 3 kill nữa thôi là đủ KPI rồi. Đây rồi, bắn ngay trước mặt mình luôn anh em ạ. Bắn ngay trước mặt luôn. Nào. Ở đâu ta? Ui.
Nó bắn đâu nhở? Tiếng súng gần lắm anh em ạ. Ô vãi rồi, không nhìn thấy. Ôi mẹ, thằng này đã phải chết hết rồi. Thằng này có bộ cỏ rồi anh em ạ. Thằng này có bộ cỏ mà phải, nó còn phải bồi thêm quả gọi là quả flash 2 nữa ấy. Ô đấy. Ơ, không thấy luôn này. Ô, chỗ này đồi chọc mà nhở, vãi trưởng đấy nhở. Ô, không thấy anh em ạ, vãi rồi. Nguy hiểm. Gặp ma rồi. Ô, cuối cùng nó ở đâu nhỉ? Vãi cả nồi thật. Rồi xong luôn. Còn 3 người trong cái map này nữa. Ăn hết thì cũng chỉ 24 kill anh em ạ. Ôi canh thế. Thằng này mới là thằng nguy hiểm này anh em này. Thất ẩn thất hiện này. Ở đâu nhở? Quả đấy mình nghe gần lắm anh em ạ. Không thể nào mình không thể nhìn thấy được. Kể cả nó mặc bộ cỏ làm sao mình không nhìn được nhở? Xong bay cao lên nữa cũng không nhìn thấy. Nấp đâu ta? Ôi vai biểu cái gì vậy? Bung vào trong cây à? Trời ơi, lại gặp thằng bung. À cái đệt. Mẹ, không phải là bung anh em ạ, mà nó dùng con rơi nó bay lên trên cái ngọn cây này. Vãi trưởng ạ. Chí thế nhờ. Đệt. Lại thêm một kinh nghiệm nữa anh em. Đấy, hết nó biến rơi nó bay lên trên cái gì của cái khu sự kiện chỗ mở hòm ấy. Giờ lại bay lên trên cây nữa. Vãi nồi, bay lên trên cây dừa mà cây dừa đấy nó đẹp nữa, nó che hết ạ. Che cả tia lửa luôn ạ. Thôi chịu rồi, bó tay luôn ạ. Kiến thức này đã được tiếp thu nhá. Vãi trưởng.